eSIM tại Việt Nam. Trước đó, từ tháng 2 năm 2019, Viettel đã gây bất ngờ khi là nhà mạng đầu tiên tại Việt Nam cung cấp dịch vụ eSIM cho iPhone. Nhờ việc tích hợp eSIM trên Apple Watch, người dùng có thể kết nối trực tiếp với mạng viễn thông trên thiết bị mà không cần qua Bluetooth trên iPhone. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng vẫn có thể nhận được các cuộc gọi, sử dụng bản đồ để tìm kiếm đường đi, stream nhạc trực tuyến ngay trên đồng hồ thông minh Apple Watch mà không phải mang theo iPhone bên mình. Trên thế giới, Viễn thông di động đang phát triển theo hướng kết nối vạn vật, thành phố thông minh, xe tự hành, khám chữa bệnh từ xa, IoT, Internet vạn vật sẽ là xu hướng chủ đạo của viễn thông công nghệ thế giới trong những năm tới. Theo thống kê tới năm 2021, số lượng thiết bị kết nối IoT sẽ vượt hơn non IoT gồm các thiết bị điện thoại, di động, laptop và tới 2025 có tới 35 tỷ thiết bị được kết nối trong đó sẽ có 21 tỷ thiết bị kết nối IoT, chiếm 60%, riêng đối với cá nhân Thị trường thiết bị đeo thông minh, được kết nối thông minh từ đồng hồ, vòng đeo tay tới kính, quần áo, trong đó phần lớn sẽ là đồng hồ thông minh, chiếm 65% tổng các thiết bị đeo wearables, cũng đang phát triển rất đa dạng với khoảng 190 triệu thiết bị đeo vào năm 2022. Ngoài việc cung cấp eSIM cho điện thoại di động, eSIM cho Apple Watch, trong năm 2020 Viettel sẽ mở rộng cung cấp dịch vụ eSIM tới các thiết bị đeo, điện thoại, máy tính bảng thông minh như điện thoại smartphone của Xiaomi Smartwatch của Samsung, laptop Windows, để sử dụng eSIM trên thiết bị di động, Apple Watch Series 3 hoặc bản cao hơn, bản GPS cộng, cellular, chạy trên WatchOS phiên bản 6.1.1 hoặc hơn, iPhone phải từ 6S hoặc hơn chạy trên iOS phiên bản 13.3 hoặc hơn.